Chào các bạn đã trở lại với video học tiếng Anh của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục với cái thì Present Perfect Continuous, tức là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó các bạn. Bây giờ các bạn hãy xem cái bài đối thoại của chúng ta ở trên bảng nhé. I'm nervous. Why? I'm going to fly in an airplane tomorrow. And I've never flown in an airplane before. Don't worry. I've been flying in airplane for years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Ở đây chúng ta có nhóm từ to be nervous. To be nervous các bạn. Có nghĩa là lo lắng về cái điều gì. Diễn tả cái trạng thái của tâm lý. Lo lắng hay là căng thẳng nhé. Cái be này chúng ta chia ra. Ví dụ chúng ta là cô ấy lo lắng thì chúng ta sẽ nói là she is nervous. Tôi lo lắng thì chúng ta sẽ nói I am nervous. Như vậy cái be này chia ra. Đây là cái nhóm từ chúng tôi cho sẵn cho các bạn. Như vậy chúng ta có nhóm từ to be nervous là căng thẳng, lo lắng về điều gì đó. I'm nervous. Why? Vì sao? Ở đây chúng ta có thể dùng chữ how come. How come các bạn? How come? Cũng có nghĩa là vì sao luôn. Tại sao? Vì sao? Tại sao? How come? Hay là why? Vì sao mà phải lo lắng thế? Vì sao lo lắng? I'm going to fly in an airplane. Chúng ta có nhóm từ fly in an airplane. Cái nhóm từ này có nghĩa là đi máy bay. Đi máy bay. Fly in an airplane là đi máy bay các bạn. Ở đây người ta sử dụng cái nhóm từ to be go into. To be go into. Và động từ đây là fly. Đó. Và kèm theo nó là một cái nhóm từ fly in an airplane là đi máy bay. Ngày mai tôi sẽ đi máy bay. And I've never flown. Và tôi chưa từng bao giờ. Ở đây cái thì này là thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành diễn tả một sự việc đã xảy ra khởi sự từ trong quá khứ cho đến lúc chúng ta đang nói. Tôi chưa từng bao giờ đi máy bay trước đó. I've never flown in an airplane before. Tức là trước đó tôi chưa đi. Và khi tôi nói câu này thì tôi vẫn chưa đi. Chúng ta có động từ to fly là bay. Quá khứ của nó là flew. Flew. Và quá khứ phân từ flown. Đây, quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ. I've never flown. Thì hiện tại hoàn thành đã các bạn. Tôi chưa từng bao giờ đi máy bay trước đó. Thì người này nói như thế nào? Don't worry. Worry là lo lắng. Mà đừng có lo lắng là don't worry. I've been flying in airplane for years. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Present perfect continuous. I've been flying. Động từ fly thêm in. Diễn tả một cái hành động khởi sự từ trong quá khứ. Kéo dài cho đến hiện tại và trong tương lai. Nhưng ở đây người ta muốn nhấn mạnh cái yếu tố mà hành động đang xảy ra liên tục. Đang xảy ra liên tục. Như vậy người ta thêm in ở đây. I've been flying. Và đây là cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó các bạn. Tôi đã đi máy bay trong nhiều năm. For years. And believe me. Và hãy tin tôi đi. Hãy tin tôi đi. There's nothing. Không có gì. Chứ đây là there is. Được viết rút gọn là there's nothing. To be nervous about. Không có gì phải lo lắng cả. Lo lắng về điều đó cả. There's nothing to be nervous about. Như vậy chúng ta có cái nhóm từ there's nothing to be nervous là không có gì phải lo lắng hết. Không có gì phải căng thẳng cả. Ý nói như thế. Như vậy chúng tôi đã giải thích cho các bạn cái nội dung của bài này. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa nhé. I'm nervous. Tôi căng thẳng quá. Tôi lo lắng quá. Why? Vì sao thế? I'm going to fly in an airplane tomorrow. Ngày mai tôi sẽ đi máy bay. And I've never flown in an airplane before. Và trước đó, tôi chưa từng bao giờ đi máy bay. Nên lo lắng là như vậy. Don't worry. Đừng có lo lắng. I've been flying in airplane for years. Tôi đã từng đi máy bay trong nhiều năm. And believe me. Hãy tin tôi đi.
There's nothing to be nervous about. Không có gì phải lo lắng cả. Lo lắng về điều đó. Như vậy, cái bài chúng ta có nội dung như thế. Ha. Và đây là những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra để các bạn có thể nói theo một câu ở bên trên. Ở đây chúng ta có cái nhóm từ là buy a sealed card. Buy a sealed card. Chúng ta có động từ buy là mua các bạn. Quá khứ là bought và quá khứ phân từ là bought. Chúng tôi nhắc lại cái động từ này chúng tôi để cho các bạn là sealed card. Tức là chiếc xe hơi đã qua sử dụng. Tức là xe cũ đó các bạn. Ý nói là tôi lo lắng quá. Vì sao phải lo lắng thế? Ngày mai tôi sẽ mua một chiếc xe đã qua sử dụng rồi. Chiếc xe cũ. Và trước đây tôi chưa từng bao giờ mua xe cũ cả. Đừng có lo lắng. Tôi đã từng mua xe cũ trong nhiều năm. Và hãy tin tôi, không có gì phải lo lắng cả. Có thể cái người này là lo lắng là sợ mình mua xe cũ về được, có chạy được hay không. Cũng không biết về kỹ thuật, về máy móc. Nên không biết là chiếc xe đó sắp sửa mua nó có vấn đề gì hay không. Nên anh ta lo lắng là như vậy. Như vậy, buy a used car, tức là mua lại xe cũ. Rồi, tiếp theo, tình huống số 2. Chúng ta có nhóm từ là have a party. Chúng ta có động từ chữ have. Quá khứ là had. Và quá khứ phân từ là had. Động từ bất quy tắc nha các bạn. Have a party. Trong tình huống này, ngon như là tổ chức một bữa tiệc. Tức là có thể trước đó chưa từng tổ chức tiệc. Bây giờ tổ chức tiệc thì đâm ra lo lắng. Ví dụ như vậy. Have a party là tổ chức một bữa tiệc. Tiếp theo, drive downtown. Drive là lái xe các bạn. Downtown là ở dưới phố. Drive downtown là lái xe xuống phố. Tức là lo lắng vì lái xe xuống phố. Có thể là trước đó chưa từng bao giờ lái xe xuống phố. Tại vì xe cộ ở phố xá, ở dưới phố thì nó nhộn nhịp, thì có thể là lo lắng, lo sợ. Và drive downtown, cái nhóm từ này có nghĩa là lái xe xuống phố các bạn nhé. Chúng ta có động từ drive, quá khứ là drove, và quá khứ phân từ là driven. Driven, drive, drove, driven. Chúng tôi đã nhắc lại cho các bạn rồi nhé. Tiếp theo, có tình huống số 4 là go to a job interview, tức là đi vòng phỏng vấn xin việc làm. Đi phỏng vấn xin việc làm. Và chúng ta có động từ to go, quá khứ là went, và quá khứ phân từ là gone. Go, went, gone. Cái động từ này chúng ta cũng thường gặp rồi. Các bạn cố gắng nhớ, chúng tôi sẽ không cho lại cái động từ này. Và tiếp theo, cái tình huống số 5. Give blood. Blood là máu các bạn, máu. Give blood là cho máu, tức là hiến máu đó, đi hiến máu. Chúng ta có động từ to give, quá khứ là gave và quá khứ phân từ là given. Give, gave, given. Các bạn cố gắng nhớ những động từ bất quy tắc nhé. Nếu mà chúng ta không nhớ thì chúng ta có thể mở cái bảng động từ bất quy tắc ở phía sau cuốn từ điển. Chúng ta sẽ ôn lại nha. Và tiếp theo tình huống số 6, tình huống cuối cùng của trong cái bài hôm nay là take a karate lesson. Chúng ta có từ lesson là bài học, karate tức là cái bài tập hay là bài học võ karate đó các bạn. Đây là cái võ của người Nhật Bản. Take là lấy, mà trong trường hợp này nó có nghĩa là take a karate lesson, tức là học võ karate. Take, quá khứ nó là took và quá khứ phân từ là taken. Take, took, taken. Như vậy chúng ta có nhóm từ take a karate lesson là học võ karate. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại cho tôi những tình huống được gợi ý ở đây nhé. Buy a sealed car. Buy a sealed car. Have a party. Have a party. Drive downtown. Drive downtown. Go to a job interview. Go to a job interview. Give blood. Give blood. Take a karate lesson.
Take a karate lesson. Và đây là những cái nhóm từ mà chúng tôi đã lọc ra để nhắc lại cho các bạn một lần nữa. Chúng ta có từ have a party là tổ chức một bữa tiệc. Drive downtown là lái xe xuống phố. Give blood là hiến máu, cho máu. Take a karate lesson tức là học võ karate. Và cái nhóm danh từ đây là yield car tức là xe hơi đã qua sử dụng, xe hơi cũ. Các bạn nhắc lại chúng tôi nhé. Have a party. Have a party. Drive downtown. Drive downtown. Give blood. Give blood. Take a karate lesson. Take a karate lesson. Shield car. Shield car. Và bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái tình huống số 1 nhé. Chúng tôi sẽ làm mẫu cho các bạn trước cái tình huống số 1. Tôi lo lắng quá. I'm nervous. Người kia hỏi why. Chúng ta cũng có thể dùng chữ how come. How come. Người kia hỏi why. Trả lời: ngày mai tôi sẽ đi mua một chiếc xe hơi cũ. Và trước đây tôi chưa từng bao giờ mua xe hơi cũ cả. I'm going to buy a used car tomorrow. And I've never bought, but bought, buy, bought, bought. Chúng ta chia theo cái từ hiện tại hoàn thành. And I've never bought a used car before. Người kia nói, đừng có lo lắng, cô đã mua xe hơi cũ trong nhiều năm qua. Và hãy tin tôi đi, không có gì phải lo lắng cả. Don't worry, I've been buying. Chúng ta chia thì hiện tại tiếp diễn nhé, hoàn thành tiếp diễn nha các bạn. I've been buying new cars for years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Chúng ta sẽ nói như thế nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói lại ha. I'm nervous. Why? I'm going to buy a real car tomorrow. And I've never bought a real car before. Don't worry. I've been buying real cars for years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Các bạn lưu ý cái câu này nhé. Don't worry, đừng có lo lắng. Tôi đã từng mua những chiếc xe hơi cũ, thì từng mua nhiều chiếc rồi. Thì ở đây là a real car là một chiếc xe thôi. Còn đã từng mua nhiều chiếc thì chúng ta thêm s ở đây và chúng ta bỏ ở nha các bạn. Và cái tình huống số 2 cũng vậy chứ. Tôi đã từng tổ chức nhiều bữa tiệc, thì bữa tiệc này chúng ta cũng thêm s nhé. Ở dạng số nhiều. Party thì chúng ta đổi thành y dài thành y ngắn và thêm es. Các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ nói tình huống số 2. I'm nervous. Why? I'm going to have a party tomorrow. And I never had a party before. Don't worry. I've been having parties for years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Và tiếp theo, chúng ta hãy xem cái tình huống số 3 nhé các bạn. Chúng tôi nhắc lại cái động từ drive. Quá khứ là drove. Quá khứ văn từ là driven. Chúng ta chia những cái động từ này đúng với cái thì của nó. Chúng ta bắt đầu nhé. I'm nervous. Why? I'm going to drive downtown tomorrow. And I've never driven downtown before. Don't worry, I've been driving downtown for years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Và tình huống số 4 nha các bạn. Chúng tôi nhắc lại cái động từ này. Go, went, gone. I'm nervous.
Why? I am going to go to a job interview tomorrow. And I've never gone to a job interview before. Don't worry. I've been going to job interviews 4 years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Tôi đã từng đi phỏng vấn xin việc làm. Và phỏng vấn xin việc làm này, chữ interview chúng ta thêm S. Đã từng đi nhiều lần đó. Và cái tình huống tiếp theo. I'm nervous. Why? I'm going to give blood tomorrow. And I've never given blood before. Don't worry. I've been giving blood 4 years. And believe me, there's nothing to be nervous about. I'm nervous. Why? I'm going to take a karate lesson tomorrow. And I've never taken a karate lesson before. Don't worry. I've been taking karate lessons 4 years. And believe me, there's nothing to be nervous about. Như vậy, vừa rồi các bạn cùng với chúng tôi đã practice speaking, tức là tập nói với một cái bài đối thoại ngắn, trong đó xuất hiện nhóm từ to be going to, diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Và tiếp theo đó là cái thì present perfect, là thì hiện tại hoàn thành. Và tiếp theo nữa là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, present perfect continuous. Trong quá trình theo dõi, các bạn hãy xem những cái hàng chữ của cái video chạy ra nhé. Như vậy thì cái bài của chúng ta vẫn còn những cái tình huống tiếp theo nữa. Và chúng tôi sẽ hẹn các bạn ở cái video kế tiếp. Như vậy, cái bài học hôm nay chúng ta tạm thời chấm dứt ở đây. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn hãy comment phía bên dưới để chúng tôi có thể kịp thời trả lời cho các bạn. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo nhé.